Phật bảo thiện hiện, các Pháp cũng vậy, đều bản tánh không, đều không thật có. Trong ấy những Đại Bồ Tát nào, vì những hữu tình nào, nói những Pháp nào để cho họ chứng được quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc được thọ ký vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, các Đại Bồ Tát tuy vì hữu tình tuyên thuyết Pháp không, nhưng các hữu tình thật chẳng thể đắc, vì thương xót họ rơi vào pháp điên đảo nên cứu vớt khiến cho trụ pháp không điên đảo. Không điên đảo nghĩa là không phân biệt, không phân biệt là không điên đảo. Nếu có phân biệt thì có điên đảo, những hạng ấy lưu chuyển liên tục. Thiện hiện nên biết điên đảo tức là pháp không điên đảo trong pháp không điên đảo không có ngã không có hữu tình nói rộng cho đến không có người biết không có người thấy cũng không có sắc thọ tưởng hành thức cũng không có nhãn xứ cho đến ý xứ cũng không có sắc xứ cho đến pháp xứ cũng không có nhãn giới cho đến ý giới cũng không có sắc giới cho đến pháp giới cũng không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng không có nhãn xúc cho đến ý xúc cũng không có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng không có địa giới cho đến thức giới cũng không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng không có các pháp tử duyên sanh ra cũng không có vô minh cho đến lão tử cũng không có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không có nội không cho đến vô tính tự tính không cũng không có chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng không có thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng không có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng không có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng không có tám giải thoát cho đến mười biến xứ, cũng không có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng không có tịnh quán địa cho đến như lai địa, cũng không có cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng không có tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa, cũng không có năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng không có mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, cũng không có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ, cũng không có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không có quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, cũng không có tất cả hạnh đại bồ tát, cũng không có vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật này thiện hiện vô sở hữu này tức bản tánh không khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ trong ấy thấy các loài hữu tình rơi vào tưởng điên đảo dùng phương tiện thiện xảo khiến cho được giải thoát nghĩa là làm cho thoát khỏi tưởng ngã vô ngã tưởng hữu tình không hữu tình nói rộng cho đến thoát khỏi tưởng có người biết không có người biết thoát khỏi tưởng có người thấy không có người thấy cũng làm cho thoát khỏi tưởng thường vô thường tưởng lạc không lạc tưởng tịnh bất tịnh cũng làm cho thoát khỏi tưởng sắc thọ tưởng hành thức không có sắc thọ tưởng hành thức cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn xứ cho đến ý xứ không có nhãn xứ cho đến ý xứ cũng làm cho thoát khỏi tưởng sắc xứ cho đến pháp xứ không có sắc xứ cho đến pháp xứ cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn giới cho đến ý giới không có nhãn giới cho đến ý giới cũng làm cho thoát khỏi tưởng sắc giới cho đến pháp giới không có sắc giới cho đến pháp giới cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn thức giới cho đến ý thức giới không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn xúc cho đến ý xúc không có nhãn xúc cho đến ý xúc cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, không có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng làm cho thoát khỏi tưởng địa giới cho đến thức giới, không có địa giới cho đến thước giới cũng làm cho thoát khỏi tưởng nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng làm cho thoát khỏi tưởng các pháp tử duyên sanh ra không có các pháp tử duyên sanh ra cũng làm cho thoát khỏi tưởng vô minh cho đến lão tử không có vô minh cho đến lão tử cũng làm cho thoát khỏi tưởng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng làm cho thoát khỏi tưởng có nội không cho đến vô tính tự tính không không có nội không cho đến vô tính tự tính không cũng làm cho thoát khỏi tưởng có chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn không có chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cũng làm cho thoát khỏi tưởng có thánh đế khổ tập diệt đạo không có thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng làm cho thoát khỏi tưởng có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng làm cho thoát khỏi tưởng có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng làm cho thoát khỏi tưởng có tám giải thoát cho đến mười biến xứ không có tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng làm cho thoát khỏi tưởng có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng làm cho thoát khỏi tưởng có tịnh quán địa cho đến như lai địa không có tịnh quán địa cho đến như lai địa cũng làm cho thoát khỏi tưởng có cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không có cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng làm cho thoát khỏi tưởng có tất cả môn đà la ni môn tam ma địa không có tất cả môn đà la ni môn tam ma địa cũng làm cho thoát khỏi tưởng có năm loại mắt sáu phép thần thông không có năm loại mắt sáu phép thần thông cũng làm cho thoát khỏi tưởng có mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng không có mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng làm cho thoát khỏi tưởng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Cũng làm cho thoát khỏi tưởng có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng làm cho thoát khỏi tưởng có trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không có trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng làm cho thoát khỏi tưởng có quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề không có quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng làm cho thoát khỏi tưởng có tất cả hạnh đại bồ tát không có tất cả hạnh đại bồ tát cũng làm cho thoát khỏi tưởng có vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật không có vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng làm cho thoát khỏi tưởng các pháp hữu lậu như năm thủ uẩn cũng làm cho thoát khỏi các pháp vô lậu như bốn niệm trụ vì sao vậy vì các pháp vô lậu như bốn niệm trụ chẳng như thắng nghĩa không sanh không diệt vô tướng vô vi không hí luận không phân biệt cho nên cũng phải giải thoát chân thắng nghĩa của pháp ấy tức bản tánh không, bản tánh không này chính là vô thượng chánh đẳng bồ đề mà chư Phật đã chứng. Thiện hiện nên biết trong đây không có ngã cho đến người thấy có thể được, cũng không có sắc cho đến thức có thể được, cũng không có nhãn xứ cho đến ý xứ có thể được, cũng không có sắc xứ cho đến pháp xứ có thể được, cũng không có nhãn giới cho đến ý giới có thể được, cũng không có sắc giới cho đến pháp giới có thể được cũng không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới có thể được, cũng không có nhãn xúc cho đến ý xúc có thể được, cũng không có nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sinh ra các thọ có thể được, cũng không có địa giới cho đến thức giới có thể được, cũng không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên có thể được, cũng không có các pháp tiểu duyên sinh ra có thể được cũng không có vô minh cho đến lão tử có thể được, cũng không có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa có thể được, cũng không có nội không cho đến vô tính tự tính không có thể được, cũng không có chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có thể được, cũng không có thánh đế khổ tập diệt đạo có thể được, cũng không có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể được cũng không có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể được, cũng không có tám giải thoát cho đến mười biến xứ có thể được, cũng không có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể được, cũng không có tịnh quán địa cho đến như lai địa có thể được, cũng không có cực hỷ địa cho đến pháp vân địa có thể được cũng không có tất cả môn đà la ni môn Tam ma địa có thể được cũng không có năm loại mắt sáu phép thần thông có thể được cũng không có mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng có thể được cũng không có ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ có thể được cũng không có pháp không quên mất tánh luôn luôn xả có thể được cũng không có trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể được cũng không có quả dự lưu cho đến độc giác Bồ đề có thể được, cũng không có tất cả hạnh đại Bồ tát có thể được, cũng không có vô thượng chánh đẳng Bồ đề của chư Phật có thể được. Thiện hiện nên biết không vì đạo vô thượng chánh đẳng Bồ đề mà cầu hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ đề, chỉ vì bản tánh không của các pháp nên cầu hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ đề trước sau giữa của bản tánh không này thường luôn là bản tánh không chưa từng chẳng không các đại bồ tát trụ bản tánh không ba la mật đa vì muốn độ thoát các loại hữu tình tưởng chấp hữu tình và tưởng pháp nên hành trí đạo tướng khi các đại bồ tát này hành trí đạo tướng thì được tất cả đạo đó là đạo thanh văn hoặc đạo độc giác hoặc đạo bồ tát hoặc đạo của chư phật thiện hiện nên biết đối với tất cả đạo Đại Bồ Tát này được viên mãn rồi, liền có thể thành thục hữu tình mà mình hóa độ, cũng có khả năng nghiêm tịnh cõi Phật mà mình mong cầu bỏ lại các thọ hành, hướng đến chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Sau khi chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm cho Phật nhãn thường không đạn mất, cái gì gọi là phật nhãn đó là bản tánh không quá khứ vị lai hiện tại chư phật trụ mười phương cõi vì các hữu tình mà nói tránh pháp không có vị nào không lấy bản tánh không này mà làm phật nhãn thiện hiện nên biết nhất định không có chư phật để bản tánh không mà xuất hiện ở thế gian chư phật xuất hiện ở đời không có vị nào mà không nói nghĩa của bản tánh không hiểu tình được hóa độ cần phải nghe phật nói lý bản tánh không thì mới nhập được thánh đạo đắc quả thánh đạo vì ở bản tánh không thì không có phương tiện nào khác vì vậy thiện hiện các đại bồ tát muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề phải nên an trụ chân tránh lý bản tánh không tu hành sáu ba la mật đa và các hạnh khác của đại bồ tát nếu an trụ chân tránh lý bản tánh không tu hành sáu ba la mật đa và các